Và sau cùng, trong chương trình hôm nay là sinh hoạt cộng đồng biểu tình chống phái đoàn Thủ tướng Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc vào trưa thứ Năm 31 tháng 5 do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị, Bích Phượng đã có mặt tại công viên Lafayette trước Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham dự cuộc biểu tình chống Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Thịnh Đốn gặp gỡ Tổng thống Donald Trump. Dạ vâng, hôm nay tôi có mặt ở đây, dù đây là một ngày thường, ngày thứ tư, là vì ông Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại Nhà Trắng. Thì đối với lại tôi đó thì mỗi lần mà có những lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sang đây đó thì chắc chắn là lập trường của chúng ta thì chúng ta phải phản đối, đặc biệt phản đối với những gì đang xảy ra tại trong nước. Họ đã càng ngày càng thô bạo đàn áp người dân, đàn áp những người hoạt động dân chủ. Đồng thời đó thì với cái chính quyền Trump, chính quyền của Tổng thống Trump mới nhậm chức, mới lên trong vòng mấy tháng đổ lại đó, thì cử tri người Việt chúng ta cũng có nhu cầu cho chính quyền Trump, cho Tổng thống Trump thấy rằng là chúng ta có lập trường rất rõ ràng và muốn hợp tác với Việt Nam, với Cộng sản Việt Nam, thì Cộng sản Việt Nam phải có một số bước nhượng bộ, một số cái thay đổi, tiến bộ về nhân quyền thì mới có thể có những cái hợp tác sâu sắc hơn. Với một cái hăng hái. Thưa quý vị và khán giả điện hình SBTN, chúng tôi có rất nhiều đoàn thể từ các phương xa từ về đây. Có thể là chúng tôi không có kể hết, nhưng mà đặc biệt là phái đoàn Canada, rồi phái đoàn Minnesota, rồi Georgia, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Philadelphia và Florida, New York, và sau cùng là Washington DC, Maryland và Virginia. Tất cả chúng tôi tụ tập ở đây để biểu tình phản đối tên Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đến đây, và mục đích để đòi hỏi tự do, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Bích Phượng tường trình từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9:30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Kính chúc quý vị có một ngày thật an lành bên người thân và gia đình. Hoa Liên xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.